coi đây. Em có cám không cho anh chị? Em có. Cho anh chị. Cho anh chị. Đấy, bây giờ đang ở cái khách sạn của đẹp lắm. Cái này mấy cái tùng này phải trồng tùng của mình nó mới hợp lý nhỉ. Thế anh chị chủ tịch khách sạn này ủng hộ huấn một cây tùng đẹp ở đây rồi nhá. Lấy cái đáng không? To đấy. Tôi gọi là đẹp đấy. Nhìn mấy, nhìn ông chủ đấy biết là dân chơi. Nhìn có mấy cây, thế bảo mấy cây này đẹp. Rồi, có cám rồi. À, xin được ít cám, cho cá. Rồi đây. Mấy cây này đẹp, mấy cây là nhà mấy mấy. Mấy cây này thì, mấy cây này thì, Đây, màu lên đẹp. Cái chắc nuôi lâu rồi anh nhỉ. Tâm ơi, để con này là lít xe anh nhờ, còn mấy con lách nhất cắt đi bên anh Tâm ơi. Anh Tâm, đi anh chị em ơi. Đấy, chào chị ơi. Chào chị ơi. Chào chị ơi. Em đâu? Gia gì? Như phát của bác gì? Đúng à? Bác vượng đâu? Ok. Màu đen tiếng Anh là gì? Màu đỏ. Đúng rồi. Màu xanh. Màu xanh dương. Ok. Ok, xe răng gì? Xe dôn gì? Xe dôn roi của ai? Đấy.
Ok. Đá này bên Trung Quốc về. Quá đẹp. Rộng thật đấy. Bên kia có cả xe Rolls Royce. Đẹp không? Đẹp nhá nhờ. Rộng. Trái đâu? Trái đâu? Có người đi. Rộng lắm, đây là rộng. Khu vực khách sạn đẹp quá. Anh đây à? Anh chú ấy chơi. Thấy cái gì view ấy, khách sạn này trên... Sao anh thấy em thấy thấy là trên mạng. Hôm nay là thấy anh đây. À, em ở đâu đây? Em ở Hà Nội. À, đúng rồi. Anh đi với gia đình. Em đi gia đình. Em đi mấy người? Em đi với gia đình. Chúc em dạ. Có chuyến đi vui vẻ nhé. Anh về nhé. À. Đấy, đẹp lắm. Bây giờ. Anh gì con? Dạ. 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 Đấy, tất cả gia đình nhà mình đi chơi. Bên này còn có cái xe biết là mọi người. Bên này còn có xe tương lai. Ngã này mấy con bắp phát như thế này. Mấy con. Con này chạy đến bắp phát như thế này. Bên này có xe tương lai. Đấy. Bên này có xe tương lai. Bên này có xe tương lai. Đây. 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 Đây.